chuyên cơ từ Bhutan đến Hà Nội. Quý vị và các bạn biết là sân bay Paro của Bhutan là một trong những sân bay khó cất cánh, hạ cánh nhất trên thế giới. Và trên thế giới hiện nay chỉ có khoảng độ trên 10 phi công có thể cất hạ cánh tại cái đường băng của sân bay này. Vì để cất và hạ cánh thì máy bay phải lượn qua cái sườn núi trước khi có thể tiếp được cái sân bay. Và đường bay thì cũng hết sức ngắn. Và chúng tôi đang trên đường di chuyển ra cái đường bay để chuẩn bị cất cánh bay về Hà Nội. Đây là phi công chính và phi công phụ và diễn giả luật sư Phạm Thành Nông, một con người vô cùng nổi tiếng và vẫn bao nhiêu thế hệ doanh nhân biết đến anh. Yes. Đang chuẩn bị cất cánh. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất tại sân bay khó khăn nhất thế giới. Và chúng ta sẽ xem đếm ngược để chúng bay. Cất cánh bắt đầu. Hết tốc độ. Đây cất cánh. Các bạn thấy là chuyên cơ phải lượn qua cái khe núi để có thể thoát ra được và bây giờ tăng cái độ cao để thoát ra được. Máy bay đã nâng lên độ cao khoảng 1.000 mét và cái dung lượng